vậy thỏi son Dior Deep Glow đã đủ tiêu chuẩn là thỏi son hãng cao cấp để nàng tìm được hoàng tử của đời mình chưa ta? Để biết được điều đó, mình sẽ review chi tiết sản phẩm được mệnh danh là nàng thơ trong thế giới son dưỡng. Đầu tiên là thương hiệu Dior, cái tên chẳng thể nào xa lạ với các tín đồ thời trang. Dior không chỉ tạo ra những sản phẩm xứng tầm với tên gọi của nó từ các dòng nước hoa cao cấp hay sản phẩm chăm sóc da. Giờ đây, chính thức lên kệ thỏi son Dior Deep Glow làm sao xuyến bo con tim. Thiết kế son Dior Deep Glow. Thỏi có thiết kế khá là đơn giản so với vỏ bạc và tên sản phẩm, mã cốt được làm nổi bật. Nhưng nhìn vào bên trong là một cây son được đánh giá là sang trọng, màu hồng pastel nhẹ nhàng. Thể hiện rõ được thông điệp đây là dòng son dưỡng cao cấp. Khác xa với các thỏi son màu trước đây của Dior. Dòng chữ Dior Deep Glow in trên thân son nhìn rất tinh tế, nét thanh mảnh, không quá đậm nhưng lại nổi bật bởi ánh bạc khi để ra ánh sáng. Thân son trơn nhẵn, được làm bằng nhựa cao cấp, không xịn sò như một số thiết kế khác nhưng cầm khá chắc tay. Đế son không bằng, có dạng tay vặn cách điệu độc đáo. Chất son dưỡng môi Dior Deep Glow. Câu hỏi đầu tiên của người mua là chỉ là son dưỡng thôi mà, sao mà giá cao thế này? Thế rồi giá trị cây son còn vượt qua kỳ vọng của người mua nhiều hơn thế nữa. Cảm giác khi thoa lên môi như là được lấp lên một chiếc áo mới. Chất son mềm mại, mùi hương ngọt ngào và thoang thoảng tưởng tượng như đang ngậm kẹo mút mà không hay. Phải nói nàng nào đã có cơ hội thử dòng này thì bị nghiện không chỉ về chất mà còn lẫn cái tinh tế em son này mang lại. Thành phần và công dụng diệu kỳ. Mango butter, tính chất bơ xoài, thành phần này cực kỳ quan trọng, giúp dưỡng ẩm hoàn hảo, tẩy da chết, giảm bong chóc, vảy khô trên môi hiệu quả. Lò ẩm AX check tinh chất sơ mướp, tác dụng chống oxy hóa, loại bỏ nếp nhăn, làm mờ vân môi. Chỉ hai trong số bảng thành phần đã làm em này chinh phục được những yêu cầu khó tính nhất của các chị em. Giá cả của son Dior Deep Glow vẫn là phương châm, em vừa đẹp lại vừa xịn thế này. Em phải có quyền chứ, chính vì thế Dior Deep Glow là thỏi son dưỡng có giá thành khá cao. Giá trên website chính hãng của em này là 33 USD khi nhập về thị trường Việt. Tùy vào tỷ giá hồi đoái và mức bán ra của từng shop mà giá cả sẽ dao động từ 750-800k. Nhìn giá này chị em có vẻ choáng váng nhỉ. Ôi đây là son dưỡng ư. Nhưng, nàng ơi, bạn xứng đáng bao nhiêu thậm chí còn nhiều hơn thế nữa. Cứ sao không đưa em ấy vào danh mục must have items vì những điều tuyệt vời mình sẽ kể sau đây. Công dụng son Dior Deep Glow. Son có chế độ tự cân bằng màu dựa theo pH trên môi mỗi người rất độc đáo. Cái này chỉ có thể là ý tưởng độc đáo đặc quyền của thương hiệu Dior. Nàng tưởng tượng nhé, thỏi son này như bảo bối thần kỳ của Doraemon vậy. Hôm nay bạn vui ư, một màu thật tươi tắn trên đôi môi. Còn buồn xương xương thì hiểu rồi nè. Son có nhiều dưỡng chất, dưỡng ẩm, cấp ẩm đều rất tốt. Bảng thành phần đã thể hiện điều này rất rõ. Son có khả năng chống nắng, chống thâm môi. Công dụng chống nắng ư? Quá là phi thường mà bạn son dưỡng đẳng cấp mới làm được điều này thôi. Màu lên môi vô cùng tự nhiên, đều màu, siêu đẹp, độ bám màu cao. Tôn màu của dòng son này không thua kém gì các bảng son màu khác. Em nó như đang đi lội ngược dòng, vị trí bảng màu son dưỡng đa dạng và chiều lòng người dùng thì hiện đang là top 1. Cách sử dụng. Apply bất cứ lúc nào nàng thấy đôi môi mình đang lên tiếng về tình trạng khô, nứt nẻ nhé. Còn dùng như là em phòng bị để tạo độ mềm cho môi trước khi dùng son kem ly. Kết luận, nếu đã bật chế độ yêu bản thân thì em son này chính là must have trong túi sách, kệ trang điểm nàng phải có. Hãy tin rằng, dòng son này nó không chỉ là thỏi son dưỡng bình thường. Dior Deep Glow còn là món quà tự thưởng cho bản thân, giá cao một chút nhưng bạn xứng đáng với điều đó mà.